Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Trong tầm giá 650 triệu đồng, chọn Ducati Wrangler 1100 hay Triumph Wrangler 1200. Từ cái sự kết hợp hoàn hảo trên mặt ngoài cổ điển và khả năng vượt địa hình, Ducati Wrangler 1100 và Triumph Wrangler 1200 đang một lần nữa khẳng định là cái danh tiếng của cái dòng xe Wrangler hiện thời. Tại thị trường Việt Nam, Ducati Wrangler 1100 phiên bản Special và Sport hoàn toàn mới hiện có mức giá bán lần lượt là 482 và 506 triệu đồng. Triumph Wrangler 1200 cũng có hai cái biến thể là XC và XE đi kèm mức giá bán lần lượt là 599 và 649 triệu đồng, tất cả bao gồm thuế VAT. Ducati Wrangler 1100 2009 hoàn toàn mới. Tương tự các dòng Wrangler trước đó, Wrangler 1100 vẫn sở hữu thiết kế retro quen thuộc. Tuy nhiên cái phiên bản này sẽ được gắn liền với một cái sức mạnh lớn hơn, cùng với có động cơ lực VT 1079 mã khối từ là Monster EVO 1100. Trước đó cái mẫu mô tô cổ điển Ducati Wrangler 1100 với cái động cơ lớn hơn, thiết kế hoàn toàn mới, từng được giới thiệu lần đầu tiên ở công chúng ở cái triển lãm ESMA vào cuối năm ngoái, với ba cái phiên bản bao gồm cái bản tiêu chuẩn phục vụ trên đường xá đô thị standard, cái bản đặc biệt hướng tới những người thích phong cách mạnh mẽ special, và cuối cùng là cái bản thể thao dành cho những tín đồ mê tốc độ sport. Tuy nhiên, không chỉ sở cho mình có động cơ lớn hơn, Wrangler 1100 2009 còn có một thiết kế một cái khung lưới bắt cáo bằng thép, kế bên đó là cái phần khung phụ bằng nhôm và vị trí ngồi cũng được tinh chỉnh lại. Những cái điểm mới chung ở cái ba phiên bản này vẫn có một cái thiết kế cái cụm đèn pha tròn đặc trưng được sử dụng bóng led hoàn toàn. Tương tự đèn hậu phía sau cũng dạng led nằm cột ở phần yên xe và về sau. Cái cụm ống xả đôi được mạ rơm nằm đối xứng hai bên và vuốt cao lên như cái chiếc Monster Evo. Đặc trưng của chiếc Wrangler 1100 tiếp tục đã được thể hiện qua vị trí tay lái cao và rộng, kết hợp cùng với yên xe dài cho vị trí ngồi thoải mái. Cái cụm tay lái bao gồm các nút khởi động, còi, xi nhan, cảnh báo và lựa chọn. Cái điểm mới ở cái cụm đồng hồ LED hoàn toàn mới này, nay có thêm một cái cụm hiển thị hình bầu dục nhỏ vẫn đặt lệch sang ở phía bên tay phải, hiện được rõ cái tình trạng của xe cùng với cái đèn báo nhiều màu sắc được bố trí xung quanh. Hai cái bản standard và special phía trước sử dụng cho mình cái phục của Marucci, cái dàn upside-down hành trình là 45mm, phanh đĩa đơn hai piston với cái đường kính là 330mm, phía sau là cái giảm sóc của Kayaba với hành trình là 32mm, cái phanh đĩa một piston với cái đường kính là 245mm, hệ thống chống bó cứng phanh ABS của Boss và cụm phanh Rainbow trang bị trên hai bánh cùng với cái cặp vành nan hoa cái lớp hợp kim. Trong khi đó cái bản Sport nhận được hệ thống cái phục Holding cho cả trước lẫn sau cùng với một mâm đúc 10 chấu hợp kim nhôm siêu nhẹ. Về mặt hiệu suất, cả ba phiên bản đều được trang bị cho mình động cơ cũng tương tự là Monster 1100 Evo, đó là có động cơ Airstream Desmodomid 2 van trên màu xanh làm mát bằng gió với một cái dung tích thực 1079 mã khối, sinh ra một cái công suất là 86 lực tại vòng tua máy là 7500 phút cùng với cái moment xác cực đại là 88 Nm tại vòng tua máy là 4750 phút, đi cùng hộp số sáu cấp và giống như cái phiên bản người đàn em Wrangler hiện nay, cùng với cái ba chế độ lái bao gồm Active, Touring và City. Trong đó hai chế độ Active và Touring sẽ được mở hết cái công suất là 86 lực và ở chế độ City thì công suất động cơ sẽ giảm xuống còn 75 lực. Chưa kể sẽ được trang bị là 4 mức độ kiểm soát cái độ bấm đường, sẽ đạt được cái tiêu chuẩn thể là Euro 4 cùng với cái bình xăng là 15 lít, trọng lượng khô chỉ ở mức 189 kg. Triumph Wrangler 1200 2009 hoàn toàn mới. Còn hồi tháng 10 năm 2008,
và các sự kiện được tổ chức tại Excel London. Cái bản Kremlin 1200 tiếp tục được trình làng và được nhanh chóng tạo ra một cú hích trong giới yêu xe không có lớn. Cái dòng Kremlin mới của nhà chơi âm cuối cùng cũng đã được trình làng với hai cái mô hình 1200 XC và 1200 XE. Cái hai đều được thể hiện trên sự thành công của nền tảng của chiếc Kremlin, mang lại cái sự hiện đại xen lẫn với nét cổ điển. Trong khi đó, mô hình Kremlin 1200 XC được định vị trong việc đa dụng dành cho những cái tay này trong đường phố, thì 1200 XE thích hợp hơn cho những cái tín đồ thích off-road. Chiếc ôm Kremlin 1200 trở nên độc đáo, nó bật bởi vì đó là một cái dòng xe hoàn toàn mới, tập trung vào khả năng vượt địa hình, được ra mắt với hai cái biến thể XE và phiên bản cao cấp hơn là XE. Cái hai phiên bản sử dụng trên mình chung cái phần khóa động cơ từ Bopper cũng như cái Beastmaster và Bodyview, nhưng được điều chỉnh lại đôi chút về cái mặt hiệu suất. Cái động cơ mang trên mình cái công suất là 88,70 lực tại bồn tua máy là 7.400 vòng trên phút, cùng với cái moment xoắn cực đại là 110 Nm tại bồn tua là 3.950 vòng trên phút. Con số này cao hơn 38 lực so với cái chiếc Kremlin Chief và 12,5% moment xoắn ở Bobbyview T120. Trong cái đó, kiểu dáng của xe vẫn giữ thiết kế nguyên bản của cái dòng là Kremlin, nhưng được kết hợp cùng với những trang bị hiện đại tạo cái nét là tân cổ điển hợp thời hơn. Những chi tiết đặc trưng của Kremlin trên cả hai bản XC và XE như bình xăng điêu khắc điện mạch, cái vành cam không ruột, yên dài cổ điển khiến cái dòng xe này vẫn giữ cái màu sắc thập niên 60 nhưng cũng rất đầy cá tính hiện đại như cái thế kỷ 21. Đặc trưng của Kremlin trên biến thể 1200 XE và cả 1200 XC được hiện qua vị trí tay lái cao chờ động kết hợp cùng chiếc yên xe dài cho vị trí ngồi thoải mái. Cụm lái bao gồm các nút khởi động, còi, nhanh, cảnh báo và lựa chọn. Điểm mới ở cụm đồng hồ CFT LCD hoàn toàn mới cho các hai chủ đề và bố cục có thể tùy chọn theo người dùng cũng như khả năng được cá nhân hóa với cái tên người lái. Cái ôm Kremlin 1200 mới nói chung sẽ có 5 chế độ lái tiêu chuẩn, nhưng riêng cái mô hình 1200 XE sẽ được ưu ái hơn và được bổ sung thêm cái chế độ off-road Pro cho phép tắt hệ thống kiểm soát cái độ bấm đường với cái phanh ABS. Cũng như nhìn chung, cả hai phiên bản này có thiết kế cái cụm đèn pha tròn đặc trưng bóng LED hoàn toàn mới. Tương tự, cái đèn hậu phía sau sử dụng cái dàn LED nằm gọn gàng ở cái giữa yên xe và cái dè sau. Cái cụm đôi ống xả mạ rơm nằm cạnh nhau sát yên. Hệ thống khởi động thông qua một cái chìa khóa, giữ ấm tay lái, kiểm soát hành trình, cổng sạc USB và kết nối điện thoại Bluetooth nay còn được trang bị trên xe. Chiều cao yên trên cái chiếc Kremlin 1200 XC đạt ở mức là 840 mm, trong khi đó 1200 XE được định hướng off-road nên sẽ lớn hơn ở độ cao là 870 mm. Chưa rõ trọng lượng nhưng có thể nằm trong khoảng gần là 230 kg. Bánh trước với kích thước là 21 inch và 17 inch ở phía sau cho cả hai biến thể. Với cái mô hình là 1200 XE sử dụng cho mình lớp dày đặc trưng với cái dòng địa hình, bên cạnh được thiết kế để đảm bảo khả năng chạy đường trường cũng như vẫn đáp ứng khả năng off-road, chứ ông đã phát triển cho mình bộ khung xe phục vụ cho cả hai mục đích. Cái việc sử dụng cho mình hệ thống cái giảm sóc sau Holden có thể tùy chỉnh, hệ thống phục trước lấy cảm hứng từ những chiếc motocross đầu thập niên 70 nhưng mang đến những cái đẳng cấp mới về phần hiệu năng. Thêm đó, hệ thống phục trước là cái phục hành trình ngược top down từ Showa có thể tinh chỉnh được. Tuy nhiên, riêng cái phiên bản đặc biệt XE còn sở cho mình vài chi tiết thể thao cá tính hơn, như cái bộ phận bảo vệ tay lái được nẹp nhôm tay phanh Brembo MCX chi đông màu bạc, phục được sơn vàng, và bên cạnh đó chôm còn được xuất hàng loạt những phụ kiện riêng dành cho Kremlin với hơn 80 phụ kiện khác nhau. Bạn đã dễ dàng thực hiện cá tính hóa trên phiên bản Kremlin. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.